quý vị, chương trình sẽ góp mặt của các Việt Huy, Phương Anh, Hoàng Quý, Tiến Quốc, Thời Dung, Đề Quân, Hồng Quân và Bảo Trọng. Tất cả đã có mặt sẵn sàng và người giới thiệu chương trình hôm nay là tôi. Xin chào mừng quý vị các bạn, các em đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ đây là chương trình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được phát sóng hàng tuần vào tối thứ bảy. Thưa quý vị, chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle, Milo. Hy vọng Chuyện Nhỏ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, các bé đã có mặt sẵn sàng và bây giờ chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Chào chú Thanh Bạch. Giỏi lắm, chú Bạch xin mời các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình. Chú Bạch xin mời bé đầu tiên. Cháu tên là Nguyễn Gia Việt Huy, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là học môn thể dục và môn vi tính. Môn thể dục giúp con rèn luyện sức khỏe, môn vi tính giúp con biết chỉnh máy và đánh máy tốt hơn. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành kiến trúc sư để xây nhà cho mọi người. Con tên là Nguyễn Phương Anh, năm nay con 7 tuổi. Ở nhà con tên là Bơ vì con thích ăn bơ. Sở thích của con là ăn phở, đi du lịch và đi sở thú. Ước mơ sau này con lớn lên là trở thành phi công để chở mọi người đi khắp nơi. Con tên Nguyễn Hoàng Quý, con 7 tuổi. Con thích ăn kem, uống sữa, ăn gà rán và ăn món canh do mẹ con nấu. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành người cứu hỏa vì khi nhà cháy con tới chữa cho hết cháy. Con tên Kiến Quốc, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là chơi cờ vua. Ước mong sau này của con là con làm thầy cờ vua cho những bạn thích chơi cờ vua. Thì cờ vua có đặc điểm là mình sẽ được một chiếc thông minh. Con tên là Phùng Thơ Dung, năm nay con 8 tuổi. Ở nhà ai cũng gọi con là bé Tâm vì con rất là ốm. Con vật mà con yêu thích nhất đó là con thỏ. Con thỏ rất là dễ thương, có hai cặp mắt như hai hòn bi. Và con thích đóng vai cô Tám trong Chuyện Tám Cám vì cô Tám rất là hiền từ và tốt bụng. Ước mơ sau này của con sẽ được làm một bác sĩ để khám bệnh cho mọi người và nhất là khám cho những người nghèo khổ. Và đây là em của con. Con tên là Diệp Tệ Quân, năm nay con 6 tuổi rưỡi. Động vật con thích nhất là con mèo vì con mèo luôn bắt chuột để chuột đừng phá nhà, với lại không phá khách nhà. Trong Chuyện Cổ Tết, con thích nhất là đóng vai bà Tiên vì bà Tiên rất hiền, rất tốt bụng. Ước mơ sau này của con sẽ làm nhà khoa học để khám phá được nhiều điều thú vị. Con tên là Nguyễn Hồng Hơn, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là ăn kem, đi chơi, chơi vi tính, xem phim hoạt hình. Ước mơ sau này, con sẽ trở thành một họa sĩ, có thể vẽ những bức tranh đẹp. Con tên là Nguyễn Hoài Võ Trâm, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là được xem phim, ca nhạc, thiếu nhi. Lớn lên sau này, con làm ca sĩ để mà hát cho mọi người nghe. Chúng ta vừa đến với phần tự giới thiệu của các bé. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với các thí sinh của chương trình Chuyện Nhỏ lần này. Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên quý vị gặp gỡ đó là một thí sinh rất nặng ký. Xin giới thiệu diễn viên hài Minh Béo. Lần đầu tiên Minh Béo xin kính chào quý vị đang có mặt ở đây và quý vị đang xem truyền hình trong chương trình Chuyện Nhỏ. Minh Béo có những cái vai diễn thường gắn liền với các bé thiếu nhi, cho nên Minh Béo hôm nay rất tự tin vì có lẽ là Minh Béo hiểu các bé rất là nhiều và được các bé rất là yêu thương. Cho nên Minh Béo muốn qua cái chương trình Chuyện Nhỏ này, Minh Béo như là một lần trắc nghiệm lại lần nữa là mình có hiểu tâm lý các em chưa, để những vai diễn sau này Minh Béo có thể hoàn thành tốt hơn để phục vụ cho các em và quý vị phụ huynh nữa. Cho nên Minh Béo đến đây chung với hai người bạn này và mong là quý vị khán giả ủng hộ cho Minh Béo hết mình. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai. Xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Thanh Bạch. Tôi tên là Ngọc Anh, tôi có gia đình, tôi có một bé trai 5 tuổi tên là Thiên Phúc.
Hôm nay tôi rất vui khi đến với chương trình Chuyện Nhỏ vì nó hiểu giúp tôi hiểu thêm được các tâm lý của các bé. Tôi rất vui khi được sự ủng hộ của quý vị khán giả và hai bạn cùng chơi với tôi. Xin cảm ơn. Và chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh Thanh Bạch. Tôi tên là Trần Nguyễn Hữu Duy. Hiện tôi đang công tác tại ngân hàng VPBank, ngân hàng quốc dân. Tôi hiện có một bé trai được 15 tháng tuổi. Mục đích của tôi đến đây là để tìm hiểu thêm tâm lý của trẻ thơ. Vì vậy rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho chúng tôi. Anh Duy ơi, bé 15 tháng tuổi thì hiện nay nếu mà giúp đỡ chị nhà để chăm sóc bé thì anh làm được những việc gì ạ? Tôi làm rất nhiều việc. Thí dụ có lẽ đó là người đàn ông gương mẫu. Bây giờ như vậy, có lẽ tất cả chúng ta đến với chương trình Chuyện Nhỏ đều yêu trẻ con và muốn khám phá thế giới rất là tuyệt vời của các bé. Và hôm nay lại có diễn viên Minh Béo nữa. Không biết món quà gì để tặng cho các bé và tặng các gia đình ạ? Minh Béo nghĩ là ba người chơi chúng tôi đã có một món quà rất là dễ thương dành tặng cho các bé. Đó là một bài hát. Và bây giờ thì bật mí với các bạn ngay bây giờ đây. 2, 3. Cháu lên bà, cháu vua mâu giao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ mẹ trồng cây trai. Bà vào nhà mai, ông bà vui cây cày. Cháu lên bà, cháu vua mâu giao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ trồng cây trái. Ông bà vào nhà mấy, ông bà vui cây cày. La 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 la. Và bây giờ xin mời ba thành viên của chúng ta cùng bắt tay với nhau. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng ba thí sinh vô cùng tự tin để bước vào vòng 1 của chương trình Chuyện Nhỏ. Quý vị, các bạn, các em thân mến, trong vòng 1 chúng ta có câu hỏi như sau. Theo anh chị, bé có biết sách đỏ ghi những gì hay không? Đa số các bé trên màn hình sẽ trả lời là có hay là không ạ. Xin mời Minh Béo. Theo Minh Béo nghĩ thì các bé trả lời là có. Xin mời bạn Ngọc Anh. Theo em thì các bé cũng có coi TV chương trình cũng nhiều nên... Với thế giới muôn loài nên em nghĩ là theo các bé cũng trả lời là có. Và xin mời anh Hữu Duy. Theo tôi nghĩ là có. Anh có tự tin được bao nhiêu phần trăm ạ? Tự tin đến 99%. 99%. Đa số các bé khi được hỏi có biết sách đỏ ghi những gì không? Các bé trả lời là có. Xin được chúc mừng. Và bây giờ sự lựa chọn đầu tiên xin mời Minh Béo. Bạn sẽ lựa chọn một bé, sau đó sẽ nghe bé có một câu gợi ý để trả lời. Và sau đó trả lời câu chính thức ạ. Em xin chọn bé Hoàng Quý đi. Tại vì hồi nãy bé cũng có sở thích giống em, cũng hay ăn kem, ăn gà ra. Và bé còn thích làm lính cứu hỏa nữa đó. Dạ, cái đó em cũng thích. Vâng, bé Hoàng Quý. Quý ơi, nói cho mọi người nghe con thích những con thú nào nè. Dạ thưa chú, con thích những con vật như là con gà, con heo, con bò. Tại vì con gà đẻ trứng cho con ăn. Con heo dùng để làm thịt cho con ăn. Con bò dùng để lấy sữa cho con uống. Thế thì với câu hỏi là bé có biết sách đỏ ghi những gì không thì bạn nghĩ bé Hoàng Quý sẽ trả lời có hay là không ạ? Tại vì em hơi phân vân, tại vì bé đưa ra những con vật bình thường quá, ai cũng biết hết. Nhưng mà em nghĩ đa số các bé biết thì em nghĩ bé chắc cũng sẽ xem truyền hình Thế Giới Động Vật rồi. Chắc là bé nói là có. Có. Quý ơi, sách đỏ ghi những gì con nhỉ? Dạ thưa chú Thanh Bạch, quyển sách đỏ, nó là quyển sách có màu đỏ. Ở trong quyển sách người ta ghi những con vật quý hiếm. Con nghe bố con nói. Bố con nói đúng rồi. Chúc mừng cho bạn Minh Béo. Tiếp tục xin mời bạn Ngọc Anh lựa chọn. Em chọn bé Việt Huy. Bé Việt Huy. Câu hỏi cho Việt Huy như sau.
theo con có nên đánh bắt thú rừng làm thịt hay không? Thưa chú Thanh Bạch, mình không nên đánh bắt thú rừng. Nếu đánh bắt thú rừng thì mình sẽ phá hoại cả đời nó. Vâng, đánh bắt thú rừng thì phá hoại cả đời nó. Đúng rồi, bởi vì giết một con thú rừng nó không sinh sôi nảy nở nữa thì phá hoại cả đời nó là đúng rồi. Bạn nghĩ thế nào? Bé Việt Huy có biết sách đỏ ghi những gì không? Theo em là chắc bé trả lời không, tại vì bé nói là không được săn bắt. Thử xem có trùng khớp ý với bé không. Việt Huy ơi, theo con sách đỏ ghi những gì? Sư chú Thanh Bạch, theo con sách đỏ người ta ghi giấy tờ và đức và việc của công an. Chúc mừng trùng khớp với bé. Xin mời anh Hữu Duy. Chọn bé Phương Anh. Bé Phương Anh. Chú Thanh Bạch không hiểu là Phương Anh có đi sở thú chưa? Con thử kể những con vật mà con thấy trong sở thú cho mọi người nghe xem nào. Dạ thưa chú, khi đi sở thú con thấy những con vật như là cọp trắng, như là cò, như là rắn, trăn, sư tử. Wow, bé nhớ được nhiều con quá. Thế thì bạn Hữu Duy nghĩ thế nào ạ? Tôi nghĩ là bé có biết. Phương Anh ơi, hãy nói cho mọi người nghe sách đỏ ghi những gì. Dạ thưa chú, quyển sách đỏ ghi những loài vật quý hiếm còn được bảo vệ và không được giết hại. Chúc mừng. Tiếp tục xin mời bạn Minh Béo. Dạ, em xin chọn bé Bảo Trâm. Bé Bảo Trâm. Câu hỏi cho Bảo Trâm như sau. Bảo Trâm hãy kể tên những con vật con biết mà chưa thấy tận mắt. Con nghe người ta nói chẳng hạn, hoặc là đọc trong sách ở đâu đó mà chưa được chứng kiến tận mắt mình. Đó là những con vật nào? Dạ thưa chú, đó là con trăn, con rắn, con hổ, con sói. Dạ chú hết. Bạn Minh nghĩ thế nào? Không biết, chắc cái này nhờ cứu bồ của khán giả quá. Ở các cổ động viên. Các bạn nghĩ sao? Không, về quá chứ cái này phải nhờ cứu bồ thôi, thì cũng hơi phân vân quá. Em nghĩ là bé Bảo Trâm trả lời là không. Bảo Trâm trả lời là không. Bảo Trâm ơi, sách đỏ ghi những gì vậy con? Dạ thưa chú, cuốn sách đỏ ghi những chữ màu đỏ. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Chắc một chút xíu bạn phải có quà gì. Cảm ơn quý vị khán giả quá. Chúng ta tiếp tục với bạn Ngọc Anh. Em xin chọn bé Hồng Huân. Bé Hồng Huân. Câu hỏi gợi ý cho Hồng Huân như sau. Nơi nuôi thú vật cây cối giống như trong tự nhiên thì người ta gọi nơi đó là gì nhỉ? Ở nơi mà người ta nuôi động vật, thực vật, cây cối được gọi là khu rừng. Bạn Ngọc Anh, với câu trả lời như thế, bạn cho biết là bé có biết sách đỏ ghi gì không ạ? Theo em nghĩ chắc bé trả lời là có. Bạn nói có mà sao không có mạnh mẽ lắm nhờ, có. Em hồi hộp quá, cái mình béo nãy giờ trả lời đúng rồi. Vâng, bây giờ xin mời bé Hồng Huân hãy cho mọi người biết sách đỏ ghi gì nè. Dạ thưa chú, theo con, quyển sách đỏ ghi những con vật phải được chúng ta phải bảo vệ và không được làm hại chúng. Chúc mừng trùng khớp với bé. Bây giờ bạn hết hồi hộp rồi nha. Dạ. Ghi điểm rồi đó. Xin mời anh Hữu Duy. Tôi xin chọn bé Kiến Quốc. Bé Kiến Quốc. Chú Bạch đố Kiến Quốc cái này. Con biết loài vật nào mà chỉ có ở Việt Nam mới có mà thôi? Dạ thưa chú, đó là những con vật gồm có một con là con hươu cát cổ, báo, hổ, sư tử, cá sấu. Bạn Hữu Duy nghĩ thế nào? Bé có biết là sách đỏ ghi những gì không ạ? Tôi nghĩ là chắc bé có biết. Tại vì bé cũng biết được một số thú rừng. Thì chắc nghĩ bé có xem TV thì chắc bé có biết. Kiến Quốc ơi, sách đỏ là ghi những gì trong đó vậy? Thưa chú, trong quyển sách đỏ người ta ghi
hoa hồng đỏ, chim bơm cái hồng. Chưa trùng khớp với bé bé. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua vòng 1. Kết quả số điểm của ba thí sinh như sau. Bạn Minh Béo 50 điểm. Ngọc Anh 50 điểm. Hữu Duy 30 điểm, xin được chúc mừng. Bạn có thấy cay mắt không? Bạn có thấy mặn không? Bạn có thấy khô rít không? Đi ra mồ hôi, cơ thể mất nhiều nước và các khoáng chất thiết yếu. Nước uống vận động Number One Active với vị thanh ngọt tự nhiên, không chỉ sảng khoái mà còn bù đắp khoáng chất thiết yếu và năng lượng bị mất, để bạn bền bỉ và tận hưởng cuộc sống năng động đến cùng. Nước uống vận động Number One Active, vận động liên tục, bền bỉ đến cùng. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Con trai và con gái đã được chăm sóc theo từng cách riêng phù hợp, nhưng sao các bé phải dùng chung một loại sữa? Lucky EQ dành riêng cho bé trai và bé gái, giúp phát triển trí thông minh, cảm xúc. Lucky EQ chung một yêu thương dành riêng chăm sóc. Mua Omo ngay, có cơ may trúng lớn. Đáng tin vàng, bạn được vinh dự trao tặng một khu vui chơi cho trẻ em do Omo tài trợ và sở hữu 300 triệu đồng cùng một trái tim vàng, 9 giải trái tim vàng và hơn 10.000 giải thưởng khác đang chờ bạn. Tìm ngay thẻ cào trong các gói Omo. Tết làm điều hay, thuận may nhân khắp. Ăn phở Vi Phong đúng xe Tila. Cả để có cơ hội trúng thưởng. Đâm xe Tila. Người mới giặt xanh vô. Hơn 100.000 của gia. Con sẽ chia cùng chung vui. Con sẽ chia. Sẽ chia Sucus cùng chung niềm vui. Kẹo mềm Sucus với chiết xuất từ trái cây tươi. Thật mềm, thật ngon. Sẽ chia Sucus cùng niềm vui. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Lên một trẻ khỏi thông qua khám phá thế giới xung quanh. Đừng cấm, hãy bảo vệ hệ trẻ bằng Nestle có ốc màu cầu, có prebiotic giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bảo vệ các vi khuẩn